sau một vài lần bị phản bội trong tình yêu tôi trải đời hơn và không còn đặt lòng tin quá nhiều vào bọn đàn ông nữa tôi hiểu được đàn ông rất hữu dụng không dùng được cho việc này thì việc khác không làm chồng được thì làm bạn tình cùng chơi trò chơi tình ái với nhau rồi nhà ai nấy về đường ai nấy đi tôi lăn xả vào con đường yêu đương qua mạng cũng một vài mối tình chớp nhoáng không có bắt đầu và không có lời kết thúc đến rồi đi cơ mà lần đó tôi quen được một anh sau vài ngày nói chuyện cả hai xác lập mối quan hệ friend with benefit nhanh và gọn lẹ anh là Đỗ Minh, một du học sinh bên Trung mới về, tình trường dày đặc với những cô bộ tay ta lẫn lộn. Tôi ấn tượng với profile của anh, cơ mà anh đã có vợ, vì đặc thù công việc nên vợ anh ít khi về nhà, nên anh buồn, muốn tìm một tri kỷ để tâm sự những lúc nhớ vợ. Cả hai bắt đúng tần số, như những con người cô đơn đang lạc loài. Này có chốn nương tựa, tôi và anh như cuốn lấy nhau không thể rời đi được. Nhưng ban đầu đã xác định rõ ràng, đây là mối quan hệ qua đường và chờ ngày kết thúc. Vốn dĩ anh đã có vợ, tôi chưa bao giờ có ý định phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Với tôi nếm trải đàn ông có vợ cũng chỉ là một loại gia vị mới, nhưng vị này là thuốc độc, càng nếm càng say. Cuộc chơi nào cũng phải có điểm dừng và nên dừng đúng lúc trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tôi đề nghị chấm dứt mối quan hệ này, tôi bảo, có thể em không phải là một người vợ tốt nhưng em sẽ cho anh một cuộc chia tay đáng nhớ sạch sẽ văn minh và lãng mạn anh cũng đồng ý chấp nhận nhưng anh bảo hãy để anh âm thầm giỏi theo em anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc tôi vui vẻ chấp nhận vì nghĩ anh cao thượng và tôn trọng mối quan hệ này mấy năm sau gác lại những trò chơi tình ái ngắn hạn tôi gặp được người sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho mình anh là phúc một kiến trúc sư đa tài, một lòng yêu thương tôi, dù biết quá khứ của tôi như thế nào, chúng tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ và chỉ chờ đến ngày cưới mà thôi. Hôm ấy là ngày tôi chụp ảnh cưới, chiếc ảnh thật đẹp với nụ cười tỏa nắng của tôi và anh, tôi update nó lên Facebook để khoe với bạn bè, chuẩn bị đi ăn mừng hạnh phúc đôi trẻ. Tôi nhận được rất nhiều lượt comment chúc phúc và mess hiển thị tin nhắn. Tôi vào xem thì ra là Đỗ Minh, anh bảo, lấy chồng mà, thằng nào mà chịu nổi được em? nếu lấy nó mà không đủ cứ tìm về anh nha đọc xong tin nhắn tôi cảm thấy bất an vô cùng tôi chợt nhớ lại những tin nhắn hình ảnh hồi trước khi tôi và anh đã từng có với nhau tôi hoảng loạn và vô cùng lo lắng không biết trả lời thế nào thì anh nhắn tiếp anh còn giữ một số ảnh nóng của chúng ta tới chỗ cũ anh trả đủ Tôi như rớt xuống 18 tầng địa ngục. Nếu chuyện này vỡ lỡ ra, tôi biết ăn nói như thế nào với chồng mình đây? Còn đường hoàng lương trong gai đến thế sao? Chẳng phải tôi và anh đã kết thúc từ lâu rồi hả? Có lẽ tôi đã làm quá nhiều điều sai trái, nên giờ phải nhận lấy cái kết đắng như này đây. Đúng giờ hẹn tôi đứng ngập ngừng bên vệ đường. Cái khách sạn cũ trở thành nỗi ám ảnh trong đầu tôi. Lưỡng lự mãi, tôi bước thật nhanh vào quầy lễ tân. Nhưng có điều gì đó thôi thúc tôi dừng lại và nên thú tội hết với chồng mình nghĩ là làm, tôi định thần lại rồi quay bước thật nhanh ra về. nhưng vừa bước xuống sảnh thì chồng tôi đang đứng nghiêm nghị chờ sẵn mọi người ạ. À. anh bảo lên đó với anh tính một lần cuối cho gọn. tôi chưa kịp trả lời, anh đã xách tay tôi lên phòng, anh gõ cửa và đứng đó chờ. cửa mở ra, Đỗ Minh chưa kịp định hình thì chồng tôi đã tẩn cho hắn một phát vào mặt, cú đấm như trời giáng chảy cả máu mũi. anh chỉ thẳng vào mặt bảo mày hù ai hả thằng chó? mày có tin clip đen của mày được gửi vào chỗ vợ mày làm không tao cho cả dòng họ nhà vợ mày về hưu non đấy thách tao nữa đi đỗ minh đáp chuyện không liên quan đến vợ tao mày đừng có làm bậy chồng tôi đáp không liên quan đến vợ mày nhưng liên quan đến vợ tao biết điều thì từ nay mày im mồm lại đi Sủa tiếng nào tao trọ mởm cả mày lẫn họ nhà mày đó nhớ lời tao nói nghe chưa thì ra chồng tôi đã âm thầm đọc từng tin nhắn của tôi và Đỗ Minh. Anh biết hắn đang uy hiếp tôi để đạt được mục đích xấu xa. Ơn trời anh chẳng những hiểu cho tôi mà còn đứng ra bảo vệ tôi khỏi trò thối nát của hắn. Từ ngày hôm ấy, Đỗ Minh không còn bén mãn đến quấy phá tôi nữa. Tôi mặc dù sống trong hạnh phúc cùng người chồng hiểu mình và yêu thương mình, nhưng đâu đó tôi vẫn thấy có lỗi vì những vết nhơ đã gây ra trong quá khứ. Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ thức tỉnh cho các bạn trẻ bài học nhất định. Tình yêu không phải trò chơi, đừng đánh đồng nó để rồi mang sai lầm về sau nhé các bạn. Có bạn bè cùng nhau đi chơi, cùng nhau tâm sự là tốt, nhưng như thế này có phải là quá đáng lắm không mọi người? Em là Hằng, năm nay 26, đang có bầu được 8 tháng rồi. Em lấy chồng cũng đã được 1 năm, nhưng thật sự anh chồng làm em quá mệt mỏi. Hôn nhân đối với em nó thật khác biệt. Em đã từng nghĩ nó sẽ đẹp, như là khi yêu nhau, anh ấy sẽ quan tâm em hơn, chăm chút cho gia đình này hơn, hoặc là trưởng thành hơn nhưng là có vẻ em hơi tham lam. Anh chồng em có nhóm bạn thân chơi với nhau từ hồi học đại học tới giờ. Nhóm bạn gồm 6 người. Họ luôn có một quỹ riêng biệt để phục vụ cho những lần đi ăn, đi chơi cùng nhau. Mỗi tháng 6 người sẽ đóng góp tầm 200.000 vào đó để duy trì và một tuần sẽ gặp nhau 4-5 lần. Khi yêu nhau em cảm thấy chuyện đó là bình thường Vì thực sự ai mà không có bạn có bè Nhưng khi đã kết hôn Em chỉ muốn anh ấy dần giảm bớt Các mối quan hệ không cần thiết lại Để tập trung cho gia đình nhỏ của mình Em vẫn còn nhớ khi em mới bầu 3 tháng Những tháng đầu em ốm ngán rất nhiều Cứ ăn vào là cho ra Đến cả khi em đánh trăng mà cũng không chịu được Mà phải đứng huệ một lúc rồi mới thôi thế mà ngày hôm đó đến lượt nhà em phải làm cơm tiếp đón bạn bè em cố gắng thương lượng với chồng mình rằng em đang rất mệt cần nghỉ ngơi và không thấy đủ sức nấu ăn cho ai hết anh ấy vẫn không nghe mà còn quát lại mình mới cấn bầu khó chịu là chuyện bình thường việc ăn uống thì phải làm chứ đây là thường niên rồi tuân theo luật thôi em em nấu tí là xong mà tay người em có chứ có phải là em không biết nấu đâu thôi thì em cố chịu ra chuẩn bị đồ ăn cho mọi người rồi lên nhà nằm nghỉ ngơi Sáng hôm sau em thức dậy đi xuống nhà như một bãi chiến trường vậy. Sáu con người ăn uống xong nhưng không một ai chịu dọn dẹp. Chẳng hiểu sao có thể để như vậy mà ra về được nữa. Em liền gọi anh chấp vấn. Anh nè, à, anh nhìn coi. Em đã nấu ăn rồi thì phải thử biết dọn chứ. Tại sao lại để như này rồi ai dọn đây? Anh chồng em cứ thế đổ hết mọi trách nhiệm lên người em mà nói. Anh bảo chúng nó để đấy không cần dọn vì khuya rồi. Em dọn chút là xong mà. Nghỉ ngơi cả tối hôm qua rồi. Đâu phải là không còn sức. Anh phải đi làm. Em chọn một mình nha Em phát điên lên mất thôi Không giúp được việc gì thì đừng có mời bạn bè về chứ Thật là hết nói nổi anh ấy rồi Chuyện anh ấy không phải với em đâu Chỉ dừng ở đấy đâu Khi em bầu được 8 tháng Có bảo anh nếu cuối tuần rảnh Thì cùng nhau đi mua chút đồ cho con Vậy mà anh ấy hẹn hết mai Rồi ngày kia mãi không đi được Em phải cùng mẹ và chị gái đi mua đồ sơ sinh Về đến nhà em nói luôn với anh Anh đi nhậu, đi cà phê Thì không khớt buổi nào Vậy mà đi mua đồ cho con thì khó khăn cân nhắc em cũng chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa. Thế mà anh chồng mình như không nghe thấy, đi thẳng vào phòng nằm xem điện thoại, nhưng đó có vẻ chưa đủ với anh đâu. Mấy hôm trước anh thông báo với em, tuần sau anh sẽ đi du lịch với nhóm bạn tầm 4 ngày, em cũng biết về chuyện này rồi mà, vẫn là chuyện thường niên thôi. Em ở nhà thì chăm sóc mình cẩn thận đó, anh đi rồi về. Em tức giận nói ra. Anh không thể không đi hả? Em đang bầu tháng thứ 8 rồi đó, nhỡ không may em làm sai thì gọi anh kiểu gì? Với cả đi chơi với bạn anh quan trọng hơn cả vợ hả Anh ở nhà đi Anh chồng mình cũng nói thẳng luôn Mà không cảm thấy có lỗi chút nào Anh đi có 4 ngày rồi về Em cũng đâu có đẻ luôn đâu Mới được 8 tháng Em làm úa vừa thôi Giờ đến cả việc anh đi chơi em cũng quản nữa hả Từ khi nào mà em nhỏ mọ nghĩ ngợi nhiều và cấm cản anh vậy Anh cũng chỉ thông báo cho em thôi Quyết định là ở anh Em nuốt nước mắt nói tiếp Được rồi anh cứ đi đi Mẹ con em mà có mệnh hệ gì thì anh đừng có mà hối hận Anh thật sự quá khác rồi từ ngày lấy nhau đến giờ chưa có một ngày nào mà em thấy anh yêu thương em như ngày trước hết. Anh lúc nào cũng bạn, bạn, bạn. Em bệt rồi, mai em sẽ về ngoại. Anh cứ biết như vậy đi. Em khóc hết nước mắt, chồng mình mà cứ như là người ngoài vậy. Em đâu có nghĩ cho riêng em, còn con em nữa chứ. Sáng hôm sau em dọn đồ về ngoại ở và cũng dự định là sẽ xin ở nhà ngoại luôn. Có chồng mà cũng như không, em quá mệt mỏi rồi, không còn muốn quan tâm gì thêm nữa kết đề hai tháng cạnh căn hộ của vợ chồng mình mới chuyển tới một anh hàng xóm trẻ tuổi độc thân và trước đẹp trai thấy anh ta lái một chiếc bốn bánh sang xịn thì cũng biết điều kiện kinh tế của anh ta khá vững vàng mình thầm nghĩ thật là may mắn cho người phụ nữ nào là bạn gái của anh ta anh ta tên hùng sau khi chuyển đến được khoảng một tuần thì mình bắt đầu phát hiện một hiện tượng lạ đó là hùng thường xuyên kiếm cớ sang nhà mình chơi lân la làm thân với vợ chồng mình buổi tối hùng không mấy khi đi chơi với bạn bè hoặc phụ nữ mà thường sang nhà mình ngồi chơi có lúc đến bữa ăn nhưng hùng vẫn ngồi lì không chịu về khi mình ngỏ ý mời anh ta ở lại ăn cơm thì hùng đồng ý rất vui vẻ không hề khách sáo từ chối Cuối tuần nào cũng vậy, hầu như Hùng ở nhà mình từ sáng sớm đến tối khuya mới về, trở thành bạn thân của gia đình mình. Vài lần Hùng sang nhà chơi nhưng chồng mình trùng hợp đi vắng, anh ta vẫn ngồi lại hỏi mình đủ thứ chuyện, thái độ muốn làm thân rất rõ ràng. Cả tháng trời như vậy khiến mình đâm sinh nghi về mục đích của Hùng. Một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai lại có điều kiện kinh tế chắc chắn không thiếu những cô nàng xinh đẹp trẻ trung vây quanh. Vậy tại sao Hùng không kiếm bạn gái hoặc đi chơi với bạn bè? mà lại dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi ở nhà mình nguyên nhân mình nghĩ rằng chỉ có một đó là hùng thích mình xong mình đã có chồng anh là người đàn ông tốt chưa bao giờ làm gì có lỗi với mình cả dù được một anh chàng tuyệt vời như Hùng để ý Cũng khiến mình cảm thấy sao xuyến Nhưng bảo mình ly hôn chồng để qua lại với Hùng Thì mình thật sự không làm được Hôm đó mình đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ với chồng Mình muốn anh đứng ra nói với Hùng rằng Đừng sang nhà chúng mình chơi nữa Thái độ cương quyết và cứng rắn của anh Sẽ khiến Hùng phải e sợ Nếu mình là người trực tiếp nói với Hùng Sợ rằng anh ta sẽ không nghe theo Vẫn ngoan cố theo đuổi mình đã có gan trắng trợn sang nhà tiếp cận bất chấp mình là phụ nữ của gia đình thì chắc hẳn hùng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mình chờ chồng về để nói với chồng nhưng mình còn chưa kịp sợ đã thấy anh hớt hải chạy về mặt mày xanh lét mình hỏi thì chồng không chịu nói lý do mình đoán là anh đi làm về đói mệt nên vậy đợi chồng bình tĩnh lại liền hỏi anh có nghĩ rằng hùng đang có mưu đồ gì không trong sáng hay không vậy hả anh cũng không chắc lắm sao vậy cậu ấy nói gì với em à không nhưng em nghĩ rằng hùng thích em nếu không thì cậu ta đã chẳng suốt ngày sang nhà mình như vậy anh không sợ em yếu lòng mà tương tư cậu ta hả anh không muốn giữ gìn cuộc sống hôn nhân của chúng mình sao anh hãy nói thẳng như cậu ta là đừng bao giờ xuất hiện ở nhà mình nữa thật ra thấy chồng ngần ngừ mình tưởng anh còn ngại ngần không dám nói thẳng mặt hùng mình giả bộ giận dỗi bảo anh không sợ mất vợ bảo anh không yêu mình nên mới không sợ mất gia đình thật ra tối hôm nọ đi làm về muộn anh tình cờ gặp Hùng và một người đàn ông Đang hôn nhau dưới cổng chung cư Hùng thích con trai em ạ à. Nên anh nghĩ đối tượng mà cậu ta đang nhắm tới Chính là anh chứ không phải là em Mà anh thì thẳng Nên là em yên tâm Sẽ không bao giờ ngã lòng đâu Cậu ta làm gì kệ cậu ta Coi như là chúng ta có thêm một người bạn mà thôi Anh định không vạch trần Nhưng mà nãy cậu ta có thái độ lạ quá anh đi ngang qua cậu ta chào một câu Mà cậu ta túm tay anh nói lời gạ gẫm Còn nói nếu anh làm cậu ta vui Thì cậu ta sẵn sàng làm người tình bé nhỏ Nhưng nhiều tiền của anh Anh thẳng mà vợ Anh sợ quá chạy mất dép đi về luôn Mình há hốc kinh hãi không thể tin được Sau khi nghe xong những lời chồng nói Trời ơi, có nằm mơ mình cũng không bao giờ tưởng tượng nổi, sự thật lại sốc như vậy. Một người đàn ông trẻ tiếp cận làm quen, Ai mà nghĩ rằng anh ta đang nhắm đến chồng mình chứ không phải là bản thân người phụ nữ. Mình thật sự dở khóc dở cười, nhưng cũng có thần thở phào nhẹ nhõm. Nhưng liệu có đúng như chồng mình nói, anh ấy sẽ không ngã lòng trước hùng. Vì mình đọc nhiều câu chuyện trên mạng, một người không phải người đồng tính, nhưng sau đó họ vẫn có thể chuyển hướng yêu người cùng giới. Mình có nên chuyển nhà cho chắc ăn hay không? Nói thiệt với mọi người nha, Xét về ngoại hình đó, tôi tự thấy mình cũng thuộc diện được trai mà ta Với chiều cao gần 1m7, khuôn mặt với đầy đủ vẻ nam tính, sống hòa đồng rộng rãi Tuổi thì cũng mới bước qua 34 thôi Sự nghiệp thì tôi có ba cửa hàng quần áo Tôi có nhà riêng trong thành phố, có ô tô để mà đi làm Chắc là vì trước đó chỉ chăm chăm vào kiếm tiền Cho nên hiện tại vẫn chưa có người yêu hay vợ con gì hết Các em tôi thì vợ con đều hề hết rồi Gia đình thấy như vậy thì nóng ruột, dục tôi, khiến tôi đau đầu lắm mọi người Ông bà trong nhà chắc không đợi được nữa Cho nên là có giới thiệu cho tôi một cô gái Em ấy tên là Hương Kém tôi 9 tuổi Nhìn em một mạc dạng dị lắm Đúng kiểu là nữ công gia chánh Nghe bảo em là cháu của một người bạn của ông tôi Hai ông chơi với nhau rất là thân Tôi và em có tìm hiểu nhau Tiếp xúc thì thấy em rất là khác Các cô gái tôi từng tiếp xúc Em kiểu ngoan ngoãn Không đòi hỏi lại nấu ăn rất là khéo Tôi nghĩ là bản thân đã kiếm được Một người vợ chân ái cho mình rồi sau đám cưới, Hưng bảo muốn đi làm, nhưng mà tôi đâu có thiếu tiền mà để vợ phải cực khổ đâu. Thế là tôi nói với em là em ở nhà mua sắm các kiểu đi, có tôi nuôi. Mà mọi người nghĩ coi, một người có ba cửa hàng như tôi mà còn sợ không có tiền nuôi vợ nữa hay sao? Tiền nông tôi rất là thoải mái với vợ, muốn em chi tiêu thoải mái, cho nên tôi đã lập tài khoản và thẻ dưới tên em luôn. Phụ nữ thì biết chi tiêu hơn đàn ông, cho nên tôi rất là tin tưởng vào em, cho em cầm hết tiền. Đợt này kinh tế khó khăn chú, tôi cũng khá chật vật, cho nên đã bán đi một cửa hàng. Còn hai cửa hàng vẫn còn đang cố bù khoản lỗ. Đang cần tiền gấp mà thấy em đang tắm, vậy là tôi liền cầm máy em vào để mà chuyển khoản sang. Thế nhưng mà tôi lại được gặp bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tiền trong tài khoản tự nhiên không cánh mà bay. Tôi xem lịch sử giao dịch thì thấy em chuyển rất là nhiều tiền vào cùng một tài khoản. Nghi ngờ là vợ đang có điều giấu giếm. Thế là tôi thuê người theo dõi vợ. Rồi theo dõi mới biết được em đang cặp kè với một thằng trẻ tuổi. Nghe bảo hai người đã qua lại hai tháng trước rồi. Thằng này nghĩ em là gái trẻ nhà giàu cho nên cưa cẩm, dụ dỗ ngọt liệm để em bỏ tiền ra. Trai đẹp, sáu muối, lại biết chiều chuộng, lại còn biết cả hãy thì em không đổ. <laughs> thế là em không tiếc tiền của chồng dùng hết cho thằng bồ trẻ kia. Khi phát hiện ra sự thật, tôi thực sự rất là đau lòng. Mãi mới tìm được cô vợ hiền mà em lại mê trai tiêu hoang cho nó đang xem những bức ảnh tình tứ của hai người trong ba trong khách sạn lại khiến tôi nóng máu. Tôi dội vàng về nhà để chất vấn người đàn bà hám trai trẻ này mới được. Em thấy tôi, ừ, vẫn tươi cười, niềm nở là mọi người. Tôi hất tay em ra nói chứ. Nè, cô có giấu tôi chuyện gì không? Em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã vứt sắp ảnh của em và thằng kia lên bàn. Em thấy thì tim tái mặt luôn, rung rẩy nhìn tôi. Em biết chuyện bại lộ cho nên á, bắt đầu quỳ xuống ôm chân tôi khóc lóc kêu oan chồng ơi thực sự em quá ngu em một chút yếu lòng vì lời ngon tiếng ngọt của nó chứ thực sự em còn rất là yêu anh <laughs> tôi chỉ biết cười khẩy không biết bố mẹ em khi biết chuyện thì có tự hào gì em nữa không ta tôi cũng đã gửi hết hình ảnh đến nhà vợ chắc bây giờ bố mẹ vợ đang đau đầu lắm đây nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ rồi tôi nói nè Cô hãy dọn đồ cút khỏi nhà tôi ngay đi Còn vì chuyện tiền mà cô cho trai Thì chúng ta sẽ giải quyết ở tòa án ha. Không thể nể tình nghĩa vợ chồng Mà cho không số tiền tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra được Ok Em thấy tôi không lung lay Thì định ném hết đồ đạc làm loạn Lúc này bố mẹ vợ của tôi cũng đến Ông bà khi thấy con gái mình như vậy Thì xấu hổ lao đến tác cho cô ấy Và xin tôi tha lỗi Nhưng đó là cái phản bội Thì làm gì có chuyện tha thứ đúng không, mọi người Đàn này, lại em còn mang tiền của tôi cho một thằng đàn ông khác nữa chứ. Nè, làm tôi trong của mình bị chà đạp quá trời rồi. Xong những lời ấy, tôi cũng bảo bố mẹ vợ là đưa con của họ về đi. Bây giờ tôi nên làm gì để lấy lại tiền từ tay nhân tình của vợ đây? Mọi người chỉ tôi với. Chào mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là Thu An, năm nay 29 tuổi. Thật sự mình chưa bao giờ nghĩ có một ngày là phải đối diện với chuyện kinh khủng như vậy. mình quen chồng khi đi thi đại học và kết hôn anh ngay sau khi tốt nghiệp vì đã có em bé. nhà chồng mình có của ăn của để nên mình cũng thoải mái ở nhà làm nội trợ không phải lo gánh nặng về kinh tế. đương nhiên mình cũng rất chăm chút ngoại hình, học hỏi các kỹ năng khiến mình quyến rũ hơn trong mắt chồng. ngoài ra dù không đến công ty nhưng mình làm tham mưu cho chồng nên mình cũng là đại gia ngầm đó. kinh tế trong nhà mình biết cả, cho nên nhà chồng ai cũng tôn trọng mình. Đùng một cái, mình được bạn bè gửi cho một tấm ảnh, chồng mình mở cửa ô tô cho một người phụ nữ xinh đẹp bước lên xe, nỗi lo sợ mất chồng bắt đầu xâm chiếm lấy mình. Khi chồng về nhà, mình đưa bức hình ra cho chồng xem, anh liền bảo, em đừng suy nghĩ quá, cô ấy là Ngọc Lan, bà cấp 3 của anh, mới đi du học trở về, bố mẹ cô ấy nhờ anh ra sân bay đón vì họ vừa đi công tác nước ngoài rồi. Thú thực mình không tin lời chồng lắm, vì Ngọc Lan nhìn sắc xảo, thân hình bốc lửa, khác với bà nội trợ như mình chưa biết nên nói gì với chồng thì mình nghe tiếng mẹ chồng gọi hai vợ chồng xuống gặp khách quý ui là trời khách quý chính là cô gái tên ngọc lan kia Cô ta nhìn mình cười khẩy, rồi quay sang chào hỏi từng người trong nhà, lôi ra biết bao nhiêu là quà cáp như là bánh kẹo, kem dưỡng da, khăn choàng mật ong, nói là quà cô ta mua từ nước ngoài về. Bố chồng mình nhìn cô ta một cách thờ ơ, nhưng mẹ chồng mình thì lạ lắm, cứ xung xoe nịnh nọt cô ta, mở miệng ra thì con dâu à, trong khi với mình thì mẹ chồng chỉ cục xúc gọi là thu an. Mình nhìn mà nóng mặt, muốn mời Ngọc Lan ra về dùm, nhưng mẹ chồng thì lại nhiệt tình mời cô ta ở lại ăn cơm, thế có cây không chứ? lúc nấu cơm có mẹ chồng mình trong bếp thì ngọc lan còn ra vẻ hiền lành đến khi rửa chén bát chỉ còn mỗi mình thì cô ta lật mặt ngay lập tức cô ta chả lịch sự gì cả nói thẳng toẹt mọi chuyện nói tóm tắt ngọc lan đã crush chồng mình nhiều năm nhưng bị anh từ chối mấy lần rồi bây giờ cô ta đi du học trở về xinh đẹp quyến rũ hơn trước và cô ta tự tin sẽ khiến chồng mình sớm bỏ chơi mình cưới cô ta tài sản của gia đình này sẽ thuộc về cô ta thái độ của ngọc lan vô cùng thách thức khiến mình chỉ muốn phan luôn cái chén vào người cô ta nhưng mình cũng chén mẹ chồng nên giả vờ như không có chuyện gì. Sau ngày hôm đó, mẹ chồng mình suốt ngày gọi điện thoại buông dưa lê với Ngọc Lan. Nhiều lần mình đi ngang qua nghe được vài câu, đại khái là mẹ mình khen ngợi cô ta rất nhiều và tỏ ra tiếc nuối vì cô ta không phải là con dâu của bà. Nắm bắt được tâm lý của mẹ chồng mình, lại đúng lúc bố mẹ không có ở nhà. Ngày nào Ngọc Lan cũng qua nhà tặng quà ăn cơm, rồi còn liếc mắt đông đưa với chồng mình. Lắm hôm mình thấy cô ta nhờ chồng mình cuốn gỏi giùm vì nhiều năm ở nước ngoài đã quen cách ăn, rồi có khi lại ra vẻ bị cay mắt trong bếp nhờ chồng mình kiểm tra mắt nói chung là tung chiêu để bắt chồng mình phải quan tâm chăm sóc cô ta rõ khổ chồng mình cứ cung cúc làm theo ý cô ta mặc kệ mình nhăn mặt nhìn cái vẻ mặt kênh lên đắc thắng của ngọc lan mà mình tức muốn học máu nếu đây là nhà riêng của vợ chồng mình mình không bao giờ mình để cho cái thứ trà xanh chết tiệt này đặt chân vào nhà bố chồng mình thấy vậy thì nhắc khéo mình đừng nhăn nhó với chồng sớm muộn gì thì ngọc lan cũng sẽ biến khỏi cái gia đình này một hôm nọ mình thấy chồng bố chồng ăn mặc tươm tất đi mang theo ca táp ra khỏi nhà hành động có vẻ mờ ám mình cảm thấy lạ lùng nên chờ bố chồng đi khỏi mình cũng khóa cửa nhà bắt taxi đi theo phía sau quả nhiên ông ghé vào một quán cà phê sang trọng gặp gỡ ngọc lan tự dưng trong lòng mình lại nghĩ bố chồng đang qua lại mờ ám với ngọc lan đến lúc viết lại bài viết này mình thật thật xin lỗi vì đã nghi oan cho bố chồng Ngọc Lan trơ trẻn nói những lời khó nghe về mình trước mặt bố chồng. Đại khái là nói mình xấu xí, học vấn thấp, không làm ra kinh tế, không con cái vân vân và bay bay. Ôi rồi, chắc do những ngày ghé nhà mình không thấy có em bé, nên cô ta tưởng là mình chưa sinh nở. Thật ra con mình đã 6 tuổi rồi và được cho học ở trường nội trú, nên cháu không có mặt ở nhà. Mình nghĩ cô ta mà biết được chuyện này ác hẳn sẽ bất ngờ lắm đây, cơ mà mình không xuất hiện và mặt cô ta đâu thoải mái ngồi uống trà ở bàn gần đó để yên cho bố chồng ra tay xử lý trà xanh thôi trước những lời nói xấu của cô ta về mình bố chồng im lặng nhưng khi cô ta tỏ ý muốn thay mình làm con dâu thì bố chồng mình nói thằng con tôi không có khả năng làm bố vậy mà con bé thu an không chê bai vẫn chấp nhận về làm dâu à luôn tiện nói cho cô biết con trai tôi sắp vỡ nợ tôi đã nghỉ hưu nên sẽ không giúp trả nợ được con dâu tôi khổ nhiều rồi cô đưa thằng con trai tôi về làm chồng trả nợ cho nó luôn đi nhé Bố chồng mình quăng một sắp giấy lên bàn rồi tiếp tục. Sổ nợ tài sản đã cầm ngân hàng. Tôi đều photo mang đến đây cho cô xem rồi. Ngàn vạn lần cảm ơn cô đón thằng con trai và cục nợ đi khỏi nhà này. Mình biết thừa là chồng mình không có nợ nần gì đâu. Bố chồng mùng cao tay thật đấy. Chắc Ngọc Lan thấy quảng lắm nên cô ta tròn mắt nhìn những thứ trước mặt. Nhưng rồi cô ta xoa xoa cái bụng trước mặt bố chồng mình và nói Con trai bố mạnh như vậy, tạo ra cả sản phẩm luôn đây này Bố đừng có nói, hoàng xiên như vậy, Cô ta đưa ra sắp giấy khám thai đặt lên bàn, khiến mình lộn ruột chỉ muốn xong vào đánh ngay cái thứ cướp chồng người ta. Nhưng mà đã kịp ra tay đâu, bố chồng mình nhanh chóng, móc ra một sắp hình quăng lên bàn rồi nói. Tôi nói rồi, con trai tôi vô sinh, cho dù cô và con trai tôi có xảy ra chuyện, thì cũng không thể có em bé. Hôm đó con trai tôi biết cô định chài lưới rồi, nên đã cẩn thận đề phòng. Những bức ảnh này cho thấy cô qua lại với không ít người. Cô đừng tưởng mang cái bầu ra mà dọa giảm nhà tôi, Đợi bố mẹ cô về, biết con gái có bầu vô chủ, không biết họ sẽ như thế nào nhỉ? Không chỉ nói mờm, bố chồng mình còn lấy ra sắp giấy khác, nói với cô ta, đây là kết quả xét nghiệm của chồng mình. À, mình quên bén, chồng mình vừa đi thắt ống cách đây không lâu mà, nói vô sinh cũng chả sai. Ôi, bố chồng xịn thật sự, nước đi này chính mình cũng không ngờ luôn, tí nữa thì mình tưởng sản phẩm của chồng thật rồi. Ngọc Lan quay đầu đi không ngoảnh lại luôn, bố chồng mình nhìn cô ta, cười lớn tiếng mà mình cũng hả hê theo. Hôm nay tôi vừa có một pha bẽ mặt khi bao lâu qua coi thường con dâu của mình, thật xấu hổ quá đi mất, nhưng tôi quyết định kể lên đây để mọi người cùng biết. Ngày trước con trai tôi dẫn ở đâu về một cô bé nhìn có vẻ bình thường, quê tận Hải Phòng, giới thiệu là người yêu. Ban đầu tôi cũng không ưng cô bé ấy cho lắm vì vừa xa lại vừa không có trình độ. Cô bé đó tự giới thiệu bản thân nói là học xong cấp 3 đang đi làm thêm vậy mà con trai tôi tốt nghiệp đại học lại đi quen một người như vậy tôi không cho chúng nó quen nhau nhưng con trai của tôi cứ nài nỉ ỉ ôi tôi suốt ngày để được cưới con bé đó về làm vợ cuối cùng thì nó cũng chơi bài bác sĩ bắt cưới để ép tôi phải nhận dâu nhận cháu nhìn thằng con trai cầm tay vợ cười hớn hở mà tôi thấy buồn trong lòng tôi nuôi nó đàng hoàng tử tế mà lại bị một con bé nhà quê úp sọt Lừa thằng bé đến như vậy. Sau khi lấy vợ về được một thời gian, con trai tôi nói là muốn nghỉ việc, tách ra làm công ty riêng với vợ. Tôi cũng không biết chúng nó làm nghề gì, nhưng mỗi tháng đều đưa tôi 15-20 triệu để đi chợ. Con trai tôi đi làm vất vả, lại còn phải báo hiếu với bố mẹ, nên tôi thương nó lắm. Nhưng tôi thương con trai bao nhiêu thì tôi lại không hài lòng về con dâu tôi bấy nhiêu. Tôi cứ nghĩ con bé này dựa hơi chồng, thấy chồng làm ăn được. Nên lúc nào cũng vái vóc Đầu tóc xoăn tít đi làm Nhà người ta con dâu đi làm Thì cũng phải biết về nhà cơm nước cho bố mẹ chồng ăn Đằng này về nhà toàn để mẹ chồng nấu cơm Trông cháu cho Đi làm thì toàn 7-8 giờ tối mới mò về đến nhà Nhiều hôm tôi tức Tôi mặc kệ không có cơm cháo gì cả Con dâu về nhà thấy vậy cũng chẳng cãi tôi câu nào Ngày hôm sau, hai vợ chồng nó nói với tôi muốn thuê giúp việc cũng như người trông trẻ. Nhưng tôi không đồng ý vì tôi muốn con dâu có trách nhiệm hơn với gia đình. Thế nhưng con trai tôi lại bênh vợ chằm chằm. Nó bảo tôi không được nấu cơm, không bế được cháu thì thuê người giúp nó cũng được. Thế nhưng tôi nghĩ con trai kiếm tiền chẳng được bao nhiêu lại còn bỏ tiền ra thuê người như vậy. Chẳng thà để tôi làm còn hơn. Đợt vừa rồi, con trai tôi nói với tôi lên công ty nó ăn liên hoan tôi hôm ấy cũng có tham gia lúc lên tới công ty thì thấy con dâu tôi ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón làm con trai thì chạy đi chạy lại chuẩn bị tôi thấy không hài lòng lắm thế nhưng đến lúc nó phát biểu giới thiệu giám đốc của công ty là con dâu tôi con dâu tôi là người đứng ra thành lập công ty còn con trai tôi chỉ là người hỗ trợ công việc mà thôi tôi nghe xong mà ngượng chín cả mặt thật là không biết nhìn mặt con dâu như thế nào nữa cả buổi tiệc hôm đó tôi chẳng ăn nổi một miếng nào không ngờ con dâu tôi đi ra ngoài thì giỏi giang công việc nhưng ở nhà luôn nhường nhịn tôn trọng chồng mà không nói gì công trạng sau đó tôi còn biết thằng con trai bấy lâu nay luôn tự hào lại là nhân viên của vợ lại càng làm tôi thấy ái náy không biết nói như thế nào nữa đúng là không nên bao giờ coi thường người khác Em vừa mới đi xem mắt về mọi người ạ à. Phải ngồi kể lại cho mọi người nghe để đỡ tuổi thân Em năm nay 29 tuổi, là con một Công việc ổn định, tính cách hướng nội Gia đình cũng có điều kiện Em bị trầm tính, không đến nỗi tự kỷ đâu Nhưng em thật sự cảm thấy Việc giao tiếp với mọi người thực sự khó khăn Kiểu không thể thân thiết được ấy Em thích nghe mọi người nói chuyện với nhau Thi thoảng cũng cố chêm vào vài câu Nhưng chẳng ai bận tâm đến điều em nói Nhiều lúc em phải tự suy nghĩ xem tính mình có bị dị quá không Mà không có bạn thân Chắc là em bị nhạt nhẽo quá Đơn điệu quá Các bạn bảo cậy mồm ra không nói được câu nào Gần 30 năm cuộc đời Các mối quan hệ của em Ngoài xã hội chỉ là xã giao lạnh nhạt Chắc em chỉ tâm sự được với bố mẹ mình thôi Cô đơn nhỉ Nhìn bạn bè chi kỷ Hội nhóm của người ta mà thèm Bạn bè đã thế Yêu đương tất nhiên không khá khẩm hơn là bao Em cũng yêu nhưng mà là yêu đơn phương, chả dám ngỏ lời, rồi cứ thế nhìn người ta yêu người khác, nhìn người ta cưới vợ sinh con. Bố mẹ mất một tháng để thuyết phục em đi xem mắt, đối phương là người quen của bố mẹ. Thôi thì cố cho bố mẹ vui lòng, cũng là em sợ, sau này bố mẹ không còn, em sẽ độc thân đến cùng. Theo lịch hẹn thì em đến đúng giờ, nhưng anh ta đến sớm hơn và chờ sẵn ở một nhà hàng cao cấp. Ngoại hình ổn, công việc ổn định nói khá nhiều không bị vô duyên hay nhạt nhẽo em cố gắng trả lời dài ra nói nhiều hơn mong là ấn tượng đầu tiên không quá tệ bọn em cũng trao đổi về công việc gia đình định hướng trong tương lai đến giữa buổi em xin phép đi vệ sinh nghĩ rằng mọi thứ có vẻ ổn nhưng đến lúc quay lại thì em ngẩn người anh ta đang gọi điện nói chuyện với bạn thân em nghe bập bõm được là mày thử tưởng tượng xem sống nửa đời người không có bạn thân đấy không hiểu kiểu gì cái loại này có khi ở trường phải hãm lắm hay nói xấu chơi bẩn đi làm thì khó tính mới như thế chứ sao lại không có bạn thân được thôi tao chả hy vọng gì đâu mấy nữa bộc lộ bản chất thì lại hãm cành cạch cho mà xem không biết tại sao bình thường em sẽ lẳng lặng đi ra giả vờ như không có chuyện gì cố cho xong buổi nhưng em đã hùng hổ bước lên trước mặt anh ta cầm cốc nước ép uống dở tạt thẳng vào mặt anh ta anh ta liền gào lên Cô bị điên à? Tôi biết ngay mà Còn chưa kịp nói xong mà cô đã như thế rồi Cái loại ế già không ai chơi chung Lại còn làm ra vẻ cao quý thánh thiện Em tính táng luôn cái cốc vào đầu anh ta Mà cảm thấy bản thân sắp khóc rồi Vừa tức vừa tủi Liền bỏ về luôn Em vừa khóc vừa kể lại cho bố mẹ Cảm giác như mình bị sỉ nhục ấy Bố mẹ ăn ủi nhưng em cũng vẫn buồn Bây giờ em mới biết là Người ta còn dùng cả bạn thân để đánh giá con người. Tất nhiên là em không tiếc loại người như anh ta. Em chỉ thấy thế giới này càng ngày càng đáng sợ. Em muốn thu mình lại hơn nữa, tránh xa mọi người. Mọi người có ai đang ở một mình không? Hình như trên thế giới này ai cũng có bạn thân hay sao ấy. Chờ em. Chào mọi người, mình chia sẻ câu chuyện của mình mong nhận được lời khuyên và chia sẻ từ mọi người ạ. Chuyện là gia đình mình không thích người yêu của em trai mình muốn khuyên em nên cắt đứt mối quan hệ này nhưng không biết phải khuyên em như thế nào để em trai mình không tổn thương nhiều. Nhà mình có hai chị em, mình chuẩn bị lập gia đình. Dưới mình có một cậu em trai, em trai mình 24 tuổi và làm trong nhà nước. Bố mẹ mình đều là người có học thức cao nên chăm chút nuôi dạy hai chị em rất kỹ càng, từ chuyện học hành đến cách cư xử, đối nhân xử thế với mọi người. Em trai mình hiện có người yêu, con bé kém em trai mình 2 tuổi cùng quê mình luôn. Con bé thì không học đại học, chỉ học xong hết cấp 3 rồi ra mở quán quần áo online. Em trai mình với người yêu nó yêu nhau được hơn 2 năm. Mình có bảo nó, mày có người yêu lâu thế, không định dẫn về nhà ra mắt bố mẹ với chị mày à? Em trai mình mới nói, có chứ, em cũng định thu xếp đây. Mình rất tò mò về bé người yêu của em trai. Thấy thế, mình cũng tò mò vào Facebook bé kia xem. Mình thấy có bạn chung với đứa em chơi thân với mình Mình nhắn tin cho đứa em hỏi Tuyết ơi em quen bé này không Chị thấy mày có bạn chung với nó nè Đứa chơi thân mình trả lời Ôi con Mai Chẩu học cùng trường cấp 2 cấp 3 em đấy chị Sao đấy chị nó đánh ai nhà chị à Lúc đấy mình tò mò mới hỏi thêm Nhà chị thế mà mày bảo liên quan đến đánh nhau Mà con bé này thế nào nó đang yêu thằng Hưng nhà chị đấy Đứa em thấy thế gọi cho mình luôn Chị Hà ơi, thằng Hưng nhà chị yêu con này á. Con này nó máu mặt lắm. Hồi cấp 2, cấp 3, học cùng trường với em, nổi nhất trường luôn đấy. Mà có phải nổi vì sinh hay là học giỏi đâu. Con này chị đại đánh nhau suốt ngày. Mình bất ngờ lắm, vì trông con bé như vậy, không nghĩ nó đánh nhau máu mặt như vậy. Mình mới nói, trông con bé nhẹ nhàng thế mà. Đứa em mình hỏi thêm, Nhìn thế thôi chị ơi, nó ghê lắm. Trước cấp 3, con bạn cùng lớp em bị nó đánh cho một trận tơi bời. Mà đánh ghê lắm chị. Nó lôi con bạn em cùng lớp vào nhà vệ sinh rồi đánh, rúm tóc rồi đập con kia. Bọn em thấy thế, vào can, con bị nó chửi cơ mà. Mình nghe mà nổi cả da gà. Thế con bé kia có bị làm sao không? Nó nói, con bạn em bị đánh cho bầm tím luôn. May con đấy không cắt tóc con bạn em đấy chị. Bạn em nó sợ quá, nghỉ học nguyên một tuần mà con kia đánh nhau nhiều lắm ngồi nói chuyện một lúc mình cũng biết thêm nhiều về người yêu em trai mình hơn mình thực sự có ấn tượng không tốt về con bé nhưng vẫn thôi cứ gặp trực tiếp ngoài đời xem nó như thế nào hôm để em trai mình mới dẫn người yêu về ra mắt ăn tối mọi người nói chuyện với nhau không biết do mình có ấn tượng ban đầu không tốt nên để ý con bé nhiều hơn mình thấy việc ra mắt gia đình bạn trai nên ăn mặc lịch sự chứ không nên mặc váy trễ vai quá chưa kể trong lúc ăn, con bé rất hay lườm em trai mình mỗi khi không vừa ý, mình cũng niềm nở, không nói gì hay thể hiện thái độ khó chịu. Bố mẹ mình và mình ngồi với nhau, mẹ mình mới bảo: "Mẹ thấy cái Mai nó lườm thằng Hưng, không biết sau này nếu mà nó về làm dâu thì không biết sẽ như thế nào." Mình nghe vậy mới kể cho mẹ, nghe quá khứ bất hảo của con bé. Nghe xong, bố mẹ mình thực sự khó chấp nhận được người yêu của em trai. Mình không so sánh việc học vấn, trình độ hay gia cảnh Nhưng mà cái tối thiểu là phải có đạo đức Mình không muốn em trai mình yêu người đã từng bạo lực đánh đập người khác dã man như vậy Giờ thì mình rất muốn có thể nói và khuyên em trai Nên chọn lựa một người tử tế, có đạo đức để yêu Nhưng mà sợ em trai mình tổn thương và không chịu Mong các bạn cho mình lời khuyên trong vấn đề này với ạ